Bạch Đại Đức, một vị sa di phạm tội hành dâm là tội trục xuất, nhưng vị ấy không chịu xả bỏ y và không đến gặp vị tỳ kheo để sám hối xin giới lại, vậy vị ấy có phạm tội trộm tăng tướng hay không, và nếu vị ấy phạm thì có xuất gia được nữa hay không? Vì trong giới luật Đức Phật nói trộm tăng tướng là không cho xuất gia. Thứ hai, 45 điều chê trách trong luật nghi sa di của trưởng lão giác giới có nói nếu sa di dễ vui cũng bị hành phạt, có đúng như vậy hay không? Tại vì theo con được biết, giới luật của sa di có 105 điều, trong đó 10 học giới, 10 hành phạt, 10 trục xuất, 75 ưng học pháp. Đó là 100 điều giới luật của sa di. Xin thưa, thứ nhất là một cái vị sa di mà phạm tội trục xuất, 10 điều trục xuất chứ không phải chỉ có một điều, mà 10 điều trục xuất. Dù cho vị ấy đập một con muỗi cũng là trục xuất. Dù cho vị ấy nói dối để mà chơi, nói dốc để mà chơi đó, cũng là trục xuất. Thì khi một vị sa di, vị ấy bị trục xuất á, mà vị ấy vẫn còn ngoan cố đắp cái tấm y và tự xưng là sa di, thì có một cái điều tai hại như thế này là vị ấy không còn xứng đáng nhận những lễ phẩm cúng dường của tín chúng. Và nếu như vị ấy vẫn sử dụng 4 món vật dụng như là thực phẩm, y phục, chỗ ở và thuốc men, và tất cả những cái loại vật chất khác mà thí chủ cúng dường, vì ấy là kẻ cướp trong tăng đoàn. Cái này rất là nặng nha, rất là nặng. Khi anh bị trục xuất mà anh vẫn còn ngoan cố anh đắp y đó, thì khi đó anh trở thành kẻ cướp trong tăng đoàn. Có nghĩa là anh cướp đi cái quyền lợi được hưởng dụng tứ sự cúng dường của đàn na tín thí, lẽ ra dành cho những vị xuất gia đúng đắn. Nhưng mà khi anh vẫn còn ngoan cố anh đắp y như vậy đó, có nghĩa là anh đang cướp đi cái đó, thì anh trở thành kẻ cướp trong tăng đoàn. Và cái tội đó nó rất là nghiêm trọng, mà cái này thì trong câu hỏi không đề cập tới. Và quý vị biết rồi, khi mà chúng ta cướp á, cướp cái đối tượng chúng ta cướp là đối tượng cá nhân á, cái tội nó không có nặng bằng đối tượng mà chúng ta cướp nó là của tập thể. Mà đối tượng chúng ta cướp ở đây đó, của một cái vị sa di mà bị trục xuất á, mà vẫn ngoan cố đắp y đó, cái đối tượng mà bị ấy cướp chính là tam bảo xăng đó, của tăng đoàn, thì cái tội đó nó nặng vô cùng, tội rất là nặng chứ không phải tội nhẹ đó. Và tuy nhiên, khi mà hỏi vị này có phạm cái tội trộm tăng tướng hay không, thì xin thưa là cái tội này nói đúng ra là tội trộm tướng mạo tỳ kheo. Có nghĩa là vị sa di đi đến, ngay cả một vị sa di mà hợp pháp đó, đi đến một hội chúng tăng hỏi đó là sư là sa di hay tỳ kheo, mà vị này mạo nhận là tỳ kheo á, thì khi ấy vị này sẽ phạm cái tội là mạo nhận tỳ kheo, là trộm tướng mạo tỳ kheo, chứ không phải là sa di. Cái này là chỉ ứng dụng cho cái trường hợp là tự xưng là tỳ kheo ha. Đó, cho nên là trường hợp này, riêng trường hợp vị sa di này thì lại không có phạm cái tội là trộm tướng mạo tỳ kheo thì không phải. Nhưng mà cho tới chừng nào vị này còn chưa xin giới trở lại thì vị đó là kẻ cướp trong tăng đoàn.